Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn tại chùa Báo Ân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình đã trọng thể tổ chức đại lễ Phật đảng Phật lịch 2568. Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đảng Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Tiếp đến trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Đạt Đức, trưởng ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Phật đảng Phật lịch 2568 của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại diện chính quyền địa phương cũng phát biểu đánh giá cao các hoạt động an sinh xã hội từ thiện nhân đạo của Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình, đồng thời chúc mừng Chư Tung Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử nhân mùa Đại lễ Phật đảng. Dịp này, đại diện Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình cũng đã trao tặng các bản tượng trưng ủng hộ quỹ vì người nghèo 400 triệu đồng, quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, quỹ vì trường sa thân yêu 45 triệu đồng. Đại chúng một lòng cung kính hướng về kim tướng sơ sanh của Đức Phật, chư tôn giáo phẩm chứng minh dân hương cúng dường, đảnh lễ tri ân bậc giác ngộ toàn năng, tôn vinh những lời dạy minh triết của Đức Phật để lại cho cuộc đời trong tiếng chuông thanh tịnh, lời kinh du dương, chư Tôn đức chứng minh thỉnh những ngọn nến từ ban Phật trao truyền đến đại chúng, Phật tử đã cùng nhau cầu nguyện cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình và cầu cho bản thân gia đình được bình an hạnh phúc.